Thưa quý vị, những hình ảnh mà quý vị được xem đó chính là một trong những hình ảnh quen thuộc mà người dân của thủ đô Hà Nội chứng kiến trong suốt 4 năm qua. Những bạn trẻ trong màu áo cam phản quang mỗi ngày thay phiên nhau túc trực tại các trạm cứu hộ để có thể kịp thời luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho những tai nạn bất ngờ xảy ra. Và đó chính là các thành viên trong đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhân vật đặc biệt này quý vị nhé. Xin chào anh Phạm Quốc Việt ạ. Xin chào chị Ánh Nguyệt. Chào quý vị khán giả. Vâng, thưa quý vị, là tôi là Phạm Quốc Việt, cũng là đội trưởng và là người sáng lập đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel. Và hôm nay cũng như những ngày khác, đây là buổi huấn luyện của tôi tại điểm trực và tại một khu vực nào đó ở trong nội đô thành phố Hà Nội. Không biết là công việc mỗi ngày của đội sẽ bao gồm những gì vậy anh? Thông thường của chúng tôi thì sẽ tụ họp nhau lại vào lúc sau 9 giờ tối và rồi là chúng tôi sẽ huấn luyện cho những người mới cũng như là kèm cặp lại rèn luyện cái kỹ năng cho những người cũ. Và rồi nếu như trong cái trường hợp mà lúc chúng tôi đang huấn luyện hướng dẫn mà có một cái sự vụ nào đó mà có nạn nhân cần được hỗ trợ thì chúng tôi sẽ tức tốc lên đường tiếp cận hiện trường và giúp đỡ nạn nhân. Ở đây thì Nguyệt thấy là các bạn đa phần là các gương mặt đều rất là trẻ. Thì không biết là các bạn đến từ đâu và các bạn làm công việc gì vậy ạ? Thông thường chúng tôi không quy định về độ tuổi. Chúng tôi chỉ cần những người là thực sự sẵn sàng và sắp xếp được thời gian công việc của mình ở nhà để có thể ra cùng trực với anh em vào lúc 9 giờ tối trở đi cho đến khoảng độ có thể là 12 rưỡi hoặc cũng có thể là 1 giờ. Nếu như có một trường hợp nào đó bị nặng hơn mà cần được sự giúp đỡ và cần được chúng tôi hỗ trợ cho đến khi có người nhà đến thì chúng tôi cũng sẵn lòng ở lại để giúp đỡ nạn nhân. Vậy thì những bạn này họ là ai? Họ làm những cái công việc gì ạ? Chúng tôi cũng không quy định họ làm việc gì cả. Ví dụ như bạn Phương đây làm sinh viên trường y, bạn Bằng làm lái xe công nghệ, rồi là bạn Bảo là sinh viên, bạn Đạt là một chủ cửa hàng nhỏ, đấy, rồi là các bạn khác cũng vậy. Đều là những người làm lao động tự do hoặc sinh viên hoặc đầu bếp hoặc là lễ tân khách sạn. Chúng tôi không bao buộc và không bó buộc là đội viên của mình phải có trình độ như thế nào, mà chúng tôi chỉ cần đến sự sẵn sàng, như tôi đã nói, sẵn sàng vì người bị nạn. Phạm Quốc Việt sinh năm 1987, quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Anh là người sáng lập, đồng thời là đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel. Thành lập từ năm 2019, sau 4 năm hoạt động, đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel do anh Phạm Quốc Việt dẫn dắt đã mang lại cơ hội sống cho hàng chục ngàn người đứng trước cửa tử do tai nạn giao thông, cháy nổ. Từ một đội tình nguyện với chỉ 5 thành viên, đến nay FAS Angel đã trở thành công ty xã hội hoạt động bài bản, quy củ và thường xuyên phối hợp hỗ trợ lực lượng chức năng tham gia cứu người. Với những cống hiến ý nghĩa cho cộng đồng, vào năm 2022, Phạm Quốc Việt đã được trao giải B sáng kiến vì cộng đồng. Năm 2023, anh cùng các thành viên của đội đã dũng cảm cứu hơn 10 người trong vụ hỏa hoạn thương tâm tại chung cư mini tại Khương Hạ, Hà Nội. Với hành động này, anh đã được Chủ tịch nước tặng huân chương dũng cảm, một trong những phần thưởng cao quý dành cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người. Cũng trong năm này, tại lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia 2023, Phạm Quốc Việt là một trong 10 gương mặt cá nhân xuất sắc được vinh danh, đại diện cho những gương mặt tình nguyện, khao khát lan tỏa yêu thương và cống hiến cho sự phát triển của đất nước, cộng đồng. Năm 2023, FAS Angel đã lọt vào top 10 nhân vật truyền cảm hứng giải Rejoice Award 2023. Đồng thời, FAS Angel cũng đã nhận được giải thưởng hành động vì cộng đồng Human Uprise với hạng mục dự án truyền cảm hứng. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững do Báo Nhân dân chỉ đạo tổ chức. Mục tiêu của giải thưởng nhằm đồng hành, định hướng và kết nối mọi cá nhân và tập thể đã, đang và sẽ mang trên vai trách nhiệm vì cộng đồng trong hành trình của họ, để tìm hiểu sâu hơn về hành trình suốt 4 năm qua của anh Phạm Quốc Việt và các đồng đội của mình. Xin mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của vị đội trưởng này. Xin chào anh Việt ạ. Vâng, xin chào chị. Vâng. Như có hẹn thì ngày hôm nay Hạnh Phúc Con Đường đến để tham quan văn phòng làm việc của anh. Vâng. Không biết mình đang làm gì vậy anh? Tôi đang xem qua lại các cái cuốn sách của mình ở trong cái phòng làm việc này và cũng sắp xếp lại đôi chút công việc để cho nó bừa bộn như vậy. Đến văn phòng làm việc thì Nguyệt nghĩ là cái mà khán giả cũng như là Nguyệt rất tò mò muốn biết đó là những cái bằng khen, kỷ niệm chương, bởi vì nó gắn liền với những kỷ niệm và những cái cột mốc thời gian của mình, đúng không anh? Rồi, chính xác là như vậy. Ngay ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy những bức tranh và những bằng khen rất là cao quý của Bộ trưởng Bộ Công an. Và đây là một trong những cái món quà cao quý nhất
của Chủ tịch nước đã tặng cho tôi, cũng như là đây là một trong những điều mà gần như là tôi cảm thấy vinh dự nhất và hạnh phúc nhất, đó là huân chương dũng cảm của Chủ tịch nước đã trao tặng. Bên cạnh những cái bằng khen, những cái kỷ niệm chương thì một trong những cái mà cũng thu hút sự quan tâm của Nguyễn khi mà bước chân vào căn phòng này. Đó là một bức tranh vẽ chân dung của anh Việt trong màu áo cam của đội cứu hộ khi mà mình đang làm công việc này, đúng không anh? Đúng rồi ạ. Dạ, rất tò mò lắng nghe câu chuyện về nó. Ok ạ, mình xin chào. Đây là bức tranh mà vẽ hình tôi của một họa sĩ có tên là An Thắng, người Hà Nội. Họ đã nhận thấy là cái bức ảnh mà tôi chụp sau khi mà đã hoàn thành các nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ ở trong chung cư của vụ cháy Khương Hạ. Anh còn nhớ là khi mà diễn ra cái thảm họa cháy này, anh và đội nhận thông tin như thế nào? Và cái quá trình mà mình giải cứu các nạn nhân ở đây, anh còn nhớ rõ từng cái chi tiết nó diễn ra không? Tôi còn nhớ tất cả những chi tiết, tất cả những khuôn mặt, họ mặc cái gì, họ đeo cái gì trên người. Và đây cũng là một câu chuyện khá là dài. Tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể ngồi nói chuyện nhau và có thể hiểu hơn thêm về công việc của tôi, cũng như là công việc của FPS Angel và cũng như là vụ cháy này, được không ạ? Dạ, rất sẵn sàng để lắng nghe. Anh có còn nhớ là bức tranh này được vẽ trong hoàn cảnh như thế nào không? Tôi vẫn còn nhớ rằng là ngày hôm đó là một ngày rất khó khăn đối với tôi. Thì cái bạn tổng đài nhấc máy chạy ra: anh ơi, có một anh bên lực lượng phòng cháy chữa cháy báo rằng là có một nhà dân bị cháy ở dưới Khương Hạ, nhờ xe mình hỗ trợ vì sợ có người mắc kẹt. Lúc đó là những giây phút đầu tiên tôi thấy rằng là có một cái gì đó chưa đúng. Nếu như cháy nhà dân thì chưa đúng, thì tôi cũng bảo là thôi không sao. Thì tôi gặp một cái ca trên đường về, tôi gặp một cái ca bị gãy tay, bị tai nạn giao thông gãy tay. Thì tôi mới nhận được một cái tin nhắn báo chụp một cái bức ảnh của Khương Hạ. Thì tôi băng bó vội cho người bị gãy tay, xong rồi tôi gọi đội viên xe máy của tôi đến đón người ấy, chở vào viện 198 để cấp cứu. Còn đối với tôi thì tôi phải về dưới ngay dưới vụ cháy. Thì khi tôi vào đến nơi thì tôi đã chứng kiến, tôi đã biết và tôi nhìn thấy cái ngọn lửa cũng như là khói, rồi số lượng người đang vẫy tay ở trên tòa nhà. Tôi đã biết là tôi sẽ phải đối diện với con số nhiều hơn chứ không phải là 4. Và ngay lúc đó thì tôi đã chạy vào báo cáo với lực lượng phòng cháy chữa cháy là chúng tôi đã có bao nhiêu người tập kết ở đây, gồm có những trang bị gì và sẵn sàng ứng phó khi mà có tình trạng xấu sẽ xảy ra. Và cũng được lực lượng ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rất là tin tưởng và giao phó trách nhiệm là hỗ trợ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, là hỗ trợ sơ cứu cho người bị thương và đưa họ đi cấp cứu. Thì ngay từ những giây phút đầu tiên đó cho đến khi mà tôi chụp bức ảnh ở trên sân thượng là một khoảng thời gian gần như tôi và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải đối diện với rất là nhiều thứ khác nhau, từ xúc cảm hỗn độn, từ những cái hình cảnh ở trong hiện trường thực sự là tang thương, có lẽ là tôi sẽ không bao giờ quên được. Và bản thân tôi sẽ nghĩ rằng là tôi sẽ phải nói những cái gì đó để làm sao có thể là cho những người thân nhận thức hơn về cái vấn đề phòng cháy chữa cháy, và đặc biệt là nhận thức hơn về cái vấn đề gọi là kỹ năng sinh tồn của mình. Bên cạnh việc cứu hộ thì anh và đội cũng thực hiện những cái công tác khác, ví dụ như là sơ cấp cứu tại chỗ nè, và các chuyến xe miễn phí để đưa người tử nạn về quê. Vậy thì cái quá trình thực hiện những cái công việc này nó bắt nguồn từ đâu ạ? Năm 2016 thì tôi là người bị tai nạn giao thông và tôi là nạn nhân của vụ việc. Lúc đó tôi tỉnh táo hoàn toàn, tôi chỉ có cái là tôi không biết là mình sẽ không cử động được. Tôi nói là mình sẽ đứng lên để giúp đỡ người kia xem. Tôi muốn đứng lên nhưng không đứng được, tôi chỉ có thể quay đầu được, nhìn được hai bên thôi. Thì ngay lúc đó thì tôi thấy một vài người xe máy đi qua, họ nhìn thấy chúng tôi thì tôi muốn nói với họ là cứu tôi với, nhưng mà họ nói một câu là ui sợ quá, đi nhanh đi. Thế là họ đi mất. Và rồi là một vài lượt người như thế thì cơn mưa bắt đầu nó ập tới, thì đường lại càng ngày càng vắng hơn. Và lúc đó vẫn chỉ có hai người? Vẫn chỉ có hai người nằm ở đó. Tôi đã chứng kiến cái giây phút hơn 15 phút của mình bị bỏ rơi ở hiện trường và tôi thấy rằng là lúc đó tôi đã hận thù. Tôi đã hận thù những người mà đi qua bỏ rơi mình. Và khi cơn mưa nó xối xuống mặt mình thì lại càng hận thù tiếp, lại càng kiểu là tức, nói rằng là tại sao người với người đối xử nhau như thế. Thì sau khoảng một thời gian khoảng 1 đến 2 phút sau thì tôi nói là thay vì mình nhìn vào phía người ta, hãy đứng từ vị trí người ta nhìn vào phía mình xem sao.
Và tôi đã nhận ra họ đã sợ hãi những điều gì. Họ sợ bị liên lụy, họ sợ bị đổ oan. Thế rồi là tôi đã nói là để xóa tan đi cái nỗi sợ này thì cách duy nhất là mình sẽ phải giơ cái cánh tay phải của mình lên để báo cho họ biết là mình còn sống và cần được giúp đỡ. Và tôi đã sử dụng toàn bộ lý trí của mình lúc đó để giơ được một cái cánh tay phải lên, và tôi đã được giúp đỡ như vậy rồi. Và ngay lúc đó tôi có nói với mọi người rằng là, và nói với lòng mình rằng là nếu như có cơ hội như thế này tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi ai cả. Thế là chính cái từ năm 2019, tháng 9 năm 2019 thì tôi chính thức lấy cái từ của cái câu đó, tức là không bỏ rơi ai cả của mình lúc đó, và là tôn chỉ đầu tiên của đội có tên là không bỏ rơi ai cả luôn. Ngoài công việc cứu hộ, Fast Angel còn tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng sơ cứu cho các đơn vị, cơ quan, trường học. Từ những kiến thức được đào tạo, học hỏi từ các chuyên gia trong và ngoài nước, anh Việt tổ chức các buổi chia sẻ, đào tạo các kỹ năng sơ cứu. Các lớp học này hoàn toàn miễn phí đối với người dân, trẻ em vùng sâu vùng xa, những nơi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đội còn cung cấp các chuyến xe cấp cứu miễn phí, đưa người gặp nạn đi bệnh viện hoặc đưa người tử nạn về nhà. Dù là hoạt động nào, Phạm Quốc Việt cùng các thành viên của đội luôn thực hiện với tinh thần nhiệt huyết, không ngại gian khó. Xuyên suốt quá trình hoạt động, đội đã thiết lập nguyên tắc 5-0 là không bỏ rơi, không thu phí, không phân biệt, không tranh cãi và không phán xét. Đây cũng là tôn chỉ hoạt động giúp các thành viên của Fast Angel vững tâm theo đuổi công việc cộng đồng đầy ý nghĩa này. Khi chúng ta vận hành hay là chúng ta thực hiện bất cứ công việc gì thì chắc chắn luôn luôn có khó khăn song hành với nó. Vậy thì quá trình mà anh vận hành FAS Angel thì nó chắc chắn phải diễn ra khó khăn, đúng không anh? FAS Angel luôn tồn tại ở 3 khó khăn. Khó khăn thứ nhất đó là mặt kinh tế, tức là mặt nguồn quỹ. Bởi vì đồ trang bị y tế cao cấp nó rất đắt. Chỉ cần một nạn nhân bị tai nạn giao thông, chưa cần đến chi phí xăng dầu chuyên chở, chỉ mới chỉ là đồ sơ cứu thôi, mà sử dụng mức độ trung bình có thể lên tới 600.000 đồng. Đối với nạn nhân trong tình trạng nguy kịch chẳng hạn, hoặc là họ bị ngưng tim, chúng tôi sử dụng một cái miếng mà của máy sốc điện tự động, nó lên tới 6.500.000 một miếng, và một người chỉ được dùng một lần thôi. Gần như anh em trong FAS Angel là không có hỗ trợ về mảng gì ngoài cái vấn đề là họ được tặng 2 bình dầu mỗi tháng, 2 bình dầu động cơ mỗi tháng. Đấy, còn lại là không có gì hết, tiền xăng cũng tự bỏ ra, tiền nước khi đi trực uống cũng phải tự bỏ ra, những các cái vấn đề khác nữa, ăn uống. Thế nhưng mà cũng may rằng là FAS Angel luôn luôn có được sự cảm thông từ phía anh em, và cũng được sự chung tay từ cộng đồng, thì cái vấn đề khó khăn thứ nhất nó gần như là cũng sẽ được giảm bớt hơn một chút. Khó khăn thứ hai đó là tình nguyện viên. Đây là một trong những công việc đặc thù, và nó không phải là một trò đùa để cho các bạn muốn vào là được. Chỉ đơn giản là các bạn vào nhưng mà các bạn lại không có cái tính kỷ luật, hay là không có một cái sự tôn trọng nhất định đối với nạn nhân, thì nhất định các bạn sẽ sớm xảy ra những sai lầm đặc biệt nghiêm trọng. Những người nào phải thực sự cam kết thì mới ở được lâu. Chính vì thế tôi dạy cho khoảng 1.500 người rồi. Dân lực lượng của tôi đã qua rất nhiều đời và đã khoảng 1.500 người. Nhưng số lượng nòng cốt mà chúng tôi có cũng chỉ là khoảng 50 thôi. Nếu như tôi không áp dụng những các cái biện pháp hình thức gọi là rắn và kỷ luật, có kỷ luật, thì có lẽ rằng là FAS Angel cũng giống như những các cái đội nhóm thuộc dạng là làm nên xong rồi vụt tắt. Và từ đó thì tôi mới hình thành FAS Angel trở thành một công ty doanh nghiệp xã hội và trở thành một tổ chức xã hội. Thì càng ngày mức độ chuyên nghiệp càng phải được nâng cao và tính kỷ luật càng ngày càng phải có. Thế khó khăn thứ ba là gì ạ? Cái khó khăn thứ ba đó là thông tin. Mặc dù tôi đã đi phát rất là nhiều những con tem như thế này, khoảng 30.000 chiếc tem như thế này, có thể là mọi người không coi trọng chiếc tem này lắm, hay là không để ý nó lắm, chỉ cho đến khi mà xử lý sự cố thì mọi người chỉ cần cái tem này thôi, là mọi người quét vào đây chụp hình ảnh theo hướng dẫn, gửi vị trí qua Zalo, rồi gửi hình ảnh vào đó là chúng tôi biết được là nạn nhân đang trong tình trạng như thế nào, và chúng tôi sẽ điều những người phù hợp hơn với mức độ nặng nhẹ thương tích của nạn nhân, và rồi là sẽ đến hỗ trợ cho họ một cách thành công. Chúng ta đều biết rằng là khi mà con người bắt đầu ngưng thở, chưa phải là ngừng, ngưng thở,
chúng ta chỉ có 4 phút 37 giây để cứu một ai đó. Và người gần nhất mới là người có thể tiếp cận sơ cấp cứu được ngay. Thì đó chính là cái mà tôi đang cố gắng để làm sao thuyết phục mọi người. Đặc biệt là những cộng tác viên của tôi, là các bạn cần phải đi học. Các bạn đừng chỉ là những người báo tin không. Các bạn hãy là tình nguyện viên đi, là những người đi học đi, là những thiên thần của những người khác đi. Mặc dù tôi thuyết phục rất nhiều nhưng mà cái số lượng người vẫn là ít, bởi vì căn bản là họ vẫn chưa sắp xếp được cái công việc của họ, và ai cũng có một đời sống riêng mà. Như anh nói thì ai cũng có một cuộc sống riêng. Nhiều người thì cho rằng đó là làm những cái công việc vì cộng đồng như thế này thì thứ nhất là tốn rất nhiều thời gian, và đặc biệt liên quan đến nó thì giống như nãy giờ chúng ta cũng đã có chia sẻ với nhau, đó là về tài chính. Vậy thì anh có suy nghĩ gì về hai điều mà em vừa mới nói với một người làm công tác thiện nguyện? Tôi nói thật là tôi cũng mong ước được đi học những cái lớp mà như kiểu làm giàu đó. Tôi cũng muốn làm giàu mà. Tôi cũng là con người mà. Tôi cũng có những gia đình của mình. Tôi cũng muốn mình được giàu có. Thế nhưng mà cái khoảng thời gian kiếm tiền là một khoảng thời gian tôi cũng đã từng trải qua. Tôi đã lao đầu và tôi kiếm rất nhiều tiền. Và rồi tôi thấy rằng là cuối tháng tôi cũng vẫn tiêu hết à. Đó. Thế rồi là cuối cùng tôi ép mình xuống, tôi từ bỏ hết việc đó và bắt đầu chuyển sang cái công việc này. Để vừa chạy xe vừa kiếm tiền. Thì tôi đã chạy xe ôm. Và tôi thấy rằng là một tháng tôi kiếm được khoảng 8 triệu. Và cuối tháng tôi thấy mình vẫn đủ à. 8 triệu nó chỉ bằng một nửa cái số tiền trước. Thậm chí chưa bằng một nửa cái số tiền trước mà tôi kiếm được. Tại sao tôi thấy mình vẫn đủ? Và rồi là tôi giảm bớt xuống nữa xem nào. Tôi dành thời gian đi sơ cứu cho người bị tai nạn nhiều hơn. Thậm chí có lần tôi còn bỏ cuốc xe, đang chở khách xe, đang chở khách trên xe, mà tôi nói với khách là em sẽ không lấy tiền chỉ cuốc này, chỉ có thể bắt một chuyến xe khác để đi đưa em được không, bởi vì nạn nhân này cần phải được em giúp. Giống như là tôi đã bỏ đi một miếng cơm của mình đúng không? Thế nhưng ngày hôm đó tôi vẫn không cảm thấy mình đói. Tôi thấy rằng là cái cụm có hai chữ vừa đủ đối với bản thân tôi. Tôi thấy tôi dễ tìm kiếm được hạnh phúc hơn, tôi dễ tìm kiếm được cái lý tưởng sống nhiều hơn. Có thể đối với lại những người gần nhà tôi ở dưới quê thì người ta nói là tôi chưa làm tròn trách nhiệm của người con, cũng là của người cha, chưa làm tròn trách nhiệm đối với lại một người đàn ông, đối với người yêu của mình. Tôi dành hết quãng thời gian của mình ban ngày làm việc đội ở trên này, và tôi biết rằng là tình cảm của tôi dành cho người thân của mình ít hơn so với những người mà tôi gặp bị nạn, tôi gặp trên đường. Thế thì tôi thường thường hay nói bố mẹ hay là người thân của mình rằng là mọi người biết không, chúng ta có được cái cơ hội ngồi nhà ăn cơm với nhau, sau đó ngồi nhà xem tivi, nói chuyện với nhau, uống trà với nhau. Thế nhưng ở ngoài đường con lại dành tình cảm cho những người ở bên ngoài nhiều hơn. Đó là những người mà không may họ gặp nạn. Thì tôi thấy rằng là cái quỹ thời gian của tôi sử dụng nó gần như là dành cho việc chung nhiều hơn, làm vì tất cả chứ không phải vì cho chính mình hay là cho mỗi gia đình mình hay là bạn gái mình chẳng hạn. Có thể tôi đang đi xem phim của cô ấy, tự nhiên anh đi vệ sinh cái, đúng là tôi đi vệ sinh thật, nhưng khoảng vệ sinh của tôi nó khá là lâu, gần một tiếng sau quay lại thì hết phim rồi. Cô ấy nói anh đâu đấy, anh xin lỗi có một vụ tai nạn gần ngay ngoài này, anh vừa xách túi ấy xong. Đến đi xem phim tôi cũng có mang theo đồ sơ cứu để có thể xử lý sự cố bất cứ lúc nào. Tôi đi chơi có đồ sơ cứu đi chơi, tôi đi tắm biển có đồ sơ cứu tắm biển, tôi đi ăn sinh nhật thì ngoài xe tôi cũng có đồ sơ cứu. Có lẽ rằng là nhiều người cho rằng là tôi là một thằng chuyên nghĩ đến việc xấu, nhưng mà tôi nói rằng là nhất đồ nhì nghề. Các bạn đừng nói rằng là ra hiện trường các bạn không cần đồ các bạn vẫn cứu được người nha, phải có đồ. Thì chính vì thế nên tôi đã khuyến khích động viên cũng như là khích lệ mọi người hãy mang theo một vật dụng gì đó có thể cứu được mình. Trước tiên cứu mình đã. Và từ đó nó sẽ trở thành một cái ý thức theo hiểu hệ thống. Từ chúng ta đến con cái chúng ta sẽ được tiếp nối như vậy. Và rồi chính bản thân các bạn nhỏ đấy sau này các bạn cũng giống bố mẹ mình. À không may xảy ra sự cố đơn giản, đi học không may bị ngã xe chẳng hạn, các bạn biết cách xử lý cho mình thì đấy mới là cái tốt nhất. Vậy thì làm thế nào đến có thể truyền cảm hứng được đến các bạn trong đội? Đối với những người mà cảm nhận được những câu nói của tôi, ví dụ như là tôi nói là hãy coi nạn nhân như người thân của mình để giúp đỡ họ, các bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn, mọi rào cản. Trong đó có cả những cái tư tưởng là vụ lợi. FBS Angel có tôn chỉ thứ hai đó là không thu phí bất cứ một hoàn cảnh nào. Tức là các bạn đã đó sơ cứu cho người ta, vào viện hỗ trợ dù rằng đắt đến mấy chăng nữa, các trang bị đắt đến mấy đi chăng nữa,
các bạn không được phép lấy tiền của họ để cho họ có cái điều kiện kinh tế tốt hơn vào viện. Trong cái nguyên tắc 5-0 mà anh vừa nhắc đến thì có một cái nguyên tắc số 5, đó là không kết án. Em rất tò mò về cái nguyên tắc này. Không kết án là một trong những nguyên tắc khá là khó làm, khó thực hiện. Nạn nhân có thể là bất cứ ai, cũng có thể là bất cứ người thân của mình, mà nếu không phải người thân của mình thì cũng có thể là người thân của cái người mà mình quen biết thì sao. Cho nên là cái vấn đề tôn trọng nạn nhân, kể cả chết hay sống, hay nạn nhân có say rượu hay không say rượu, hay nạn nhân có gây ra cái nỗi lầm nào đó, sẽ được tôn trọng đến mức hàng đầu. Và khi mà đã được hỗ trợ sơ cứu xong, tùy vào mức độ nạn nhân sai trái ở đâu thì đã có cơ quan lực lượng chức năng, rồi đã có cơ quan pháp luật, người ta sẽ tự kết án việc đó, tự gọi là phán xét cái việc đó. Còn chúng ta cứu người thì cứ cứu thôi. Nhưng mà đôi khi những cái tai nạn, những cái biến cố nó xảy ra cũng có phần xảy đến bởi vì cái sự chủ quan của chính cái người đó. Đúng rồi. Vậy thì anh có cái lời nhắn nhủ gì đến với tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình? Tôi nghĩ rằng là tất cả những cái vụ tai nạn giao thông mà hay là những vụ va chạm đều xảy ra trong nhiều phía. Cho nên là việc ý thức tham gia giao thông, việc chấp hành pháp luật là chúng ta là việc đầu tiên chúng ta cần phải đề cập tới. Và đặc biệt nhất là hãy tôn trọng mạng sống của mình cũng như của người khác. Bên cạnh rất là nhiều điều mà mình đã cho đi cho cái công việc sơ cấp cứu này, cứu nạn cứu hộ này. Thứ nhất đó là thì giờ. Thứ hai đó là mình trao cả rất là nhiều tâm huyết của mình. Khi mình cho đi như thế thì em nghĩ là đâu đó mình cũng sẽ nhận lại được cái gì, đúng không anh? Vậy thì cái điều lớn nhất trong suốt những năm qua mà FAS Angel làm được, nhận được, đó là gì? Thì tôi thấy rằng là tôi nhận được cái sự niềm tin, nhận được cái sự yêu mến. Mỗi khi ai đó nhắc đến FAS Angel, người ta đều nhận ra rằng là đây là một lực lượng cực kỳ uy tín và tâm huyết. Tôi chỉ cần mỗi thế thôi là được rồi. Và tôi cũng mong muốn rằng là sẽ đón nhận được nhiều người hơn khi họ cảm nhận được cái công việc của chúng tôi mỗi ngày nó như thế. Tôi luôn luôn sẵn sàng từ giờ cho đến lúc mà tôi không làm được nữa. Chắc là lúc đấy cũng khoảng độ 60 năm nữa tôi không làm được nữa, thì lúc đó tôi sẽ gần như là tôi có lập một cái di chúc từ bây giờ rồi. Chia sẻ với chị Nguyệt là tôi đã lập một cái di chúc từ bây giờ rồi. Đó là không may trong cái thời gian tôi thực hiện nhiệm vụ mà nó xảy ra một cái vấn đề gì đó, thì người kế nhiệm tôi sẽ tiếp tục đứng lên điều hành FAS Angel. Đó. Cho nên là FAS Angel sẽ không bao giờ chết được nữa. Nó sẽ còn mãi, nó sẽ còn mãi, kể cả còn tôi hay không, nó vẫn còn. Một câu hỏi mà từ lúc Nguyệt đồng hành cùng với Hạnh Phúc Con Đường cho đến tận bây giờ, thì Nguyệt luôn luôn hỏi các khách mời của mình, và bây giờ với anh Việt cũng như vậy, không ngoại lệ. Đó là nhìn lại về suốt một cái hành trình mà mình đã đi qua, anh có cảm thấy mình hạnh phúc không? Và đâu là điều mà anh hạnh phúc nhất? Hạnh phúc đối với tôi chỉ đơn giản là một kết quả mà tôi cảm thấy vui vẻ khi đạt được nó. Nó không có cái gì quá lớn, cũng không phải là quá nhỏ. Nó không phải là đích đến, nó cũng chẳng phải là đường đi. Tôi chỉ thấy hạnh phúc khi nhìn thấy một ai đó được giúp đỡ. Tôi hạnh phúc khi mọi người tham gia cùng với tôi giúp đỡ một người nào đó. Tôi hạnh phúc khi mà bản thân họ xảy ra sự cố, họ có thể tự xử lý được cho mình. Và tôi hạnh phúc khi nhìn thấy được những người mà mình đã cứu mà họ chẳng cần biết đến tôi. Tôi chỉ đơn giản mỗi thế thôi. Và tôi quan tâm nhất đến một điều rằng là tôi thực sự vui vẻ với những cái kết quả đó, thì tôi đã là hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ rằng là đây là một trong cái ý nghĩa, cái định nghĩa về hạnh phúc nó rộng hơn, nó lớn hơn, nghe có nhiều sự hy sinh hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng là hạnh phúc không phải là mục đích mà chúng ta gọi là cố gắng vươn lấy hay giành giật lấy nó, mà đơn giản rằng là nó đến một mức độ nào đó mà chúng ta cảm thấy thực sự vui vẻ thì chúng ta có thể coi nó là hạnh phúc là được rồi. Có lẽ rằng là hạnh phúc với nhiều người nó cũng có những cái ý tưởng khác nhau, có những ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà đối với Việt hay là tất cả các anh em lực lượng trong FAS Angel cũng như là lực lượng cứu hộ cứu nạn nói chung thì đều mong muốn rằng là chúng tôi không có việc để làm. Thì lúc đó mọi người thực sự đã bình an, và cái sự bình an đó nó mang lại cho chính cả chúng tôi nữa khi mà chúng tôi thất nghiệp. Một cái thông điệp cuối cùng mà anh nói đến điều hạnh phúc của anh em cũng cảm thấy rất là tâm đắc và đồng ý. Đó là tôi mong rằng là tôi thất nghiệp trong cái công việc cứu hộ này thôi.
Và đó cũng chính là hạnh phúc của anh và còn của rất là nhiều người khác trong cộng đồng nữa. Cảm ơn anh Việt ngày hôm nay đã dành thời gian cho Hạnh Phúc Con Đường và đặc biệt đã chia sẻ rất là nhiều những cái điều ý nghĩa nó ẩn sâu trong những cái việc làm từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất của anh. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn chị. Xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Hạnh Phúc Con Đường của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.